hàng trăm hộ dân Phú Quốc căng mình sống chung với lũ giữa đảo khơi. Từ sáng sớm ngày mùng 8 tháng 8, mây đen quần vũ và sau đó đường phố Phú Quốc ngập tràn do những cơn mưa nặng hạt. Mưa giả dích, kéo dài đến chiều tối thì mạnh lên. Đường phố bắt đầu lênh láng nước, nhiều con hẻm ở khu phố 3, khu phố 4. Ngập sâu, có nơi cao gần 2 mét, khiến người dân đứng ngồi không yên, vì lo sợ cơn đại hồng thủy sẽ tái lập. Chị Lê Thị Thanh Tuyền khu phố 4 cho biết, hai ngày trước nhà chị ngập đến cửa sổ. Hôm qua và hôm nay thấy nước rút dần nên mừng lắm, nhưng không ngờ từ sáng đến giờ mưa liên tục và nước bắt đầu dâng cao gần bằng mức cũ. Chị lại tiếp tục đóng cửa nhà đến nhà bà Phan Thị Đẹp xin tá túc. Hiện nhà bà Đẹp có trên 30 người đang ở nhờ, vì nhà bị ngập. Còn ông Hồ Văn Khương khu phố 4 cho biết, hôm nay là ngày thứ 7 người dân cam chịu cảnh nước lũ bao quanh. Nhiều bà con bây giờ rất khổ vì không có nhà ở, phải tá túc những nhà không bị ngập. Họ cần hỗ trợ, mì, gạo, để ăn uống vì không đi làm được. Theo ông Khương, nguyên nhân chính gây ngập nặng mỗi khi Phú Quốc mưa lớn, kéo dài nhiều ngày là do rạch ông chị bị vứt rác và xây lấn chiếm gần hết kênh rạch nên khi mưa xuống, nước không có đường thoát ra biển. Theo ghi nhận của TV Dân Trí vào chiều nay, trời mưa rất to, nhiều tuyến đường ở thị trấn Dương Đông, như đường Mạc Cửu, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Trung Trực, ngập nặng. Đáng nói nhiều con hẻm ở khu phố 3, khu phố 4, bị ngập sâu, mực nước nhiều nơi trên 1,5 m, có nơi cao gần 2 mét. Hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh bỏ của chạy lấy người, đóng cửa nhà, sang nhà người thân tá túc. Nhiều gia đình chưa bị ngập tới nóc hoặc nhà lầu, căng mình sống chung với lũ, đời sống gặp nhiều khó khăn khi thiếu thốn, bất tiện mọi bề. Sáng nay, Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã bắt đầu tổ chức nấu cơm mang đến khu phố phát cho người dân ngày 2 buổi. Chính quyền địa phương đang tích cực thống kê số hộ dân bị ảnh hưởng và đang kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân. Một số hình ảnh người dân Phú Quốc căng mình sống chung với lũ trong một tuần qua. Nguyễn Hành. Bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.